Xin chào các em. Như vậy là đến thời điểm hiện nay là chúng ta đã thanh toán được khoảng 3 phần 4 cái nội dung kiến thức của cái bộ môn đại số tuyến tính dành cho sinh viên năm thứ nhất. Chúng ta đã làm được cái phần ma trận, định thức của ma trận vuông. Sau đó chúng ta cũng đã nghiên cứu xong cái hệ phương trình tuyến tính. Và vừa rồi chúng ta có một số thời gian để dành nghiên cứu cái phần không gian vector. Thế hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu qua cái chương cuối cùng của bộ môn đại số tuyến tính, đó là cái chương ánh xạ tuyến tính. Các em thấy rằng là ngay cái tựa đề nó có đề cập đến cái từ là ánh xạ và tuyến tính. Thế thì cái khái niệm ánh xạ trong chương trình phổ thông thì chúng ta không có được đề cập đến, mà chúng ta chỉ nói một cái trường hợp riêng của ánh xạ, đó là hàm số. Hàm số nó là một ánh xạ, nhưng nó là ánh xạ đặc biệt các em. Thế còn ánh xạ mà định nghĩa một cách tổng quát thì như thế nào? Thì các em bắt đầu theo dõi nha. Ví dụ chúng ta cho hai cái tập hợp. Một tập hợp ký hiệu là U, một tập hợp là V. Ví dụ như là trong U tôi cho một số cái phần tử của nó. Trong V cũng cho một số cái phần tử của nó. Đó. Tôi vừa biểu diễn trên bảng hai cái tập hợp UV dưới dạng là giản đồ Venn. Thế thì một cái ánh xạ F mà đi từ U vào V, cái ánh xạ F như thế này, người ta định nghĩa như thế nào? Thì người ta nói rằng là một cái ánh xạ F đi từ U vào V đó là một cái quy tắc cho tương ứng mỗi phần tử trong tập hợp U, mỗi cái phần tử trong này trong U nó tương ứng với một cái phần tử duy nhất trong V. Điều đó đó nó ngầm chứa đâu đó hai ý các em. Ý thứ nhất là bất kỳ phần tử nào trong U cũng phải tương ứng với một phần tử nào đó trong V, và ý thứ hai là chỉ tương ứng với một phần tử duy nhất trong V thôi. Có nghĩa là không được là một phần tử trong U mà tương ứng với hai phần tử trong V, và cũng không được là không có phần tử nào trong U lại không có tương ứng với phần tử nào trong V. Nhưng điều ngược lại thì có thể được các em, tức là có thể có những phần tử trong V nó không tương ứng với phần tử nào trong U cả. Lấy ví dụ thế này, phần tử này ứng với phần tử này trong V, một phần tử thì ứng với một phần tử mà thôi. Ví dụ phần tử này thì ứng với phần tử này trong V, phần tử này ứng phần tử này, một phần tử thì ứng với một phần tử, được đó. Hai phần tử khác nhau chung một phần tử trong V cũng được, cũng được. Nhưng mà một phần tử trong U thì không thể là tương ứng với hai phần tử trong V. Đó, ví dụ đây. Thế cái biểu diễn này nè, nó là ánh xạ. Xin nhắc lại ha, ánh xạ đó là một cái quy tắc cho tương ứng với một phần tử trong U. Mỗi phần tử trong U đó, nó phải tương ứng với một phần tử duy nhất trong V. Thế thì nó là ánh xạ. Và U và V đó không cần là tập hợp số, tập hợp nào cũng được. Đó. Thế đó là ánh xạ. Và một lát ở trong bài học thì mình có đụng đến một cái khái niệm đó, đó là đơn ánh, toàn ánh và song ánh, tức là những cái ánh xạ đặc biệt. Thế thì các em xem, đây là ánh xạ ha. Thế thì nếu như thế này nè, tôi bỏ bớt đi một như thế này đây, tức là sẽ tồn tại một cái phần tử trong U nè, nó không tương ứng với phần tử nào trong V hết. Thì nếu tình huống này xảy ra thì cái quy tắc F này không phải là ánh xạ đi từ U vào V. Em hiểu không nè? Bất kỳ phần tử nào trong U phải tương ứng với phần tử trong V. Để có một phần tử trong U mà không ứng với phần tử nào trong V hết thì đây không phải là ánh xạ. Đó. Thế bây giờ nếu mình bổ sung lại thì nó là ánh xạ. Bây giờ giả sử như là phần tử này lại tương ứng với hai phần tử trong V, nó ứng phần tử này trong V là một nè, rồi nó ứng phần tử này trong V nữa nè, thì trường hợp này không phải là ánh xạ. Mỗi phần tử trong U chỉ được ứng với một phần tử duy nhất trong V mà thôi. Vậy tình huống này thì ta không có ánh xạ. Được chưa? Thế thì bỏ bớt đi. Đây là ánh xạ rồi. Thì đây là ánh xạ rồi ha. Nhưng mà em thấy nè, có một phần tử trong V không tương ứng với phần tử nào trong U hết. Điều đó được, nó vẫn thỏa mãn, đây là ánh xạ. Là ánh xạ. Nhưng mà tình huống như vậy thì ta bảo là không phải là toàn ánh. Đó. Ví dụ thế này, bỏ bớt cái này đi. Cho cái phần tử này tương ứng phần tử này.
Thế nếu như vậy thì em thấy cái ánh xạ F này nó có cái gì đặc biệt? Mỗi phần tử khác nhau trong U thì nó ứng với một phần, mỗi phần tử khác nhau trong V. Không có hai phần tử nào khác nhau trong U mà chung với một phần tử trong V cả. Thì trong cái trường hợp như thế này thì cái ánh xạ này người ta gọi nó là đơn ánh. Đó. Đơn ánh tức là hai phần tử khác nhau trong U sẽ cho hai cái ánh tương ứng khác nhau trong V. Ta hiểu đơn ánh là gì rồi ha. Thế bây giờ thế này. Trường hợp mà bỏ cái phần tử vừa rồi đi, nó đơn ánh nhưng không phải toàn ánh, bây giờ bỏ đi thì như vậy là toàn ánh. Toàn ánh tức là tất cả mọi phần tử trong V đều tương ứng với phần tử trong U. Vậy như trường hợp này là toàn ánh. Mà cái ánh xạ này nó vừa là toàn ánh nhưng nó cũng là đơn ánh phản các em. Bởi vì hai phần tử khác nhau thì cho ánh khác nhau trong V. Thì một cái ánh xạ mà vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh thì ta gọi nó là một song ánh. Được chưa? Thì bây giờ thế này, bỏ bớt cái này đi, trở lại cái này. Thì đây là ánh xạ, đây là ánh xạ. Nhưng mà ánh xạ này không phải là song ánh. Song ánh là vừa đoạn, vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh. Nghĩa là muốn là song ánh thì trước hết là đơn ánh. Thì đây không phải đơn ánh. Hình ảnh này là không phải đơn ánh mà cũng không phải toàn ánh, bởi vì phần tử này không ứng với phần tử nào trong V cả. Bỏ bớt này đi thì sao? Thì nó là toàn ánh. Như vậy là chúng ta vừa nghiên cứu cái khái niệm cơ bản đầu tiên, đó là ánh xạ. Rồi chúng ta tìm hiểu những ánh xạ đặc biệt là đơn ánh, toàn ánh, song ánh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài học của mình, đó là ánh xạ tuyến tính. Trước hết chúng ta tìm hiểu định nghĩa ánh xạ tuyến tính. Một cái ánh xạ như thế nào thì gọi là ánh xạ tuyến tính? Bây giờ cho UV là hai cái không gian vector. Hai không gian vector này là trên cùng một cái trường số k, tức là U là không gian vector trên k và V cũng là không gian vector trên trường số k. Cái k ở đây chúng ta biết rồi, đối với không gian vector thì k có thể là số phức, tập hợp số phức, có thể k là tập hợp các số thực, tức là k là C hoặc k là R. Bây giờ mình có một ánh xạ F đi từ U vào V. Thế ánh xạ F này nè, khi nào thì nó gọi là một cái ánh xạ tuyến tính? Thì ánh xạ này được gọi là ánh xạ tuyến tính nếu như nó thỏa được hai điều kiện sau đây các em. Điều kiện thứ nhất là F của x cộng y nó phải bằng Fx cộng Fy. Mà cái điều này nó phải đúng với mọi xy ở trong U. Đúng với mọi xy trong U. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là F của mx nó phải bằng m lần Fx. Và điều này nó cũng phải đúng với mọi m thuộc cái trường số k và đúng với mọi x thuộc U. Trong cái đẳng thức này nó có m với có x thì điều này phải đúng với mọi em. Em này là thuộc trường k và có chữ x này thì x này là thuộc U. Một cái ánh xạ tuyến tính mà một ánh xạ mà thỏa hai cái điều kiện như thế này thì ta gọi nó là ánh xạ tuyến tính. Được chưa? Và trường đặc biệt là nếu U và V nó giống y như nhau, tức là đây là V, đây cũng là V luôn. Thì khi đó cái ánh xạ tuyến tính của chúng ta nó có một cái tên nữa, đó là phép biến đổi tuyến tính trên U. Khi U với V giống nhau thì họ chỉ cần nói một cái thôi, họ nói là phép biến đổi tuyến tính trên U hay là phép biến đổi tuyến tính trên V, thì mình hiểu rằng là cái tập nguồn với tập đến nó đều là giống nhau. Bây giờ để nắm rõ hơn cái định nghĩa là chúng ta sẽ xem những cái ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, chứng minh rằng F đi từ R2 đến R2. Một cái quy tắc F đi từ R2 đến R2 cho một cái x, một cái vector x trong R2, nó gồm có hai thành phần là x1, x2 đó. Nó tương ứng với Fx là x1, 0. Chúng ta hãy chứng minh rằng đây là một phép biến đổi tuyến tính trên R2. Ở đây phép biến đổi tuyến tính là bởi vì là cái U với cái V nó giống nhau, nó đều là R2. Phép biến đổi tuyến tính này nó là một ánh xạ tuyến tính. Như vậy thì muốn chứng minh nó là một phép biến đổi tuyến tính thì chúng ta phải chứng minh hai điều.
chúng ta phải chứng minh rằng là lấy bất kỳ x và y thuộc R2, thì x và y thuộc R2 thì x nó có dạng hai thành phần x1, x2, y gồm có hai thành phần là y1, y2. À, lấy ở trong R2. Chúng ta phải chứng minh cái gì nè? Chúng ta phải chứng minh rằng là f của x cộng y nó bằng fx cộng fy. Các em nhớ cái điều kiện số 1 vừa rồi đó. Thì bây giờ ta tính thử nha. F của x cộng y thì nó bằng cái gì? Nó bằng f của nè. Bây giờ mình lấy x cộng y, lấy x cộng y. Đây là cộng 2 vector trong không gian R2. Thì ta biết rồi, cộng 2 vector trong không gian R2 là cộng các cái thành phần tương ứng với nhau. Như vậy lấy x1 cộng y1 là thành phần thứ nhất. Lấy x2 cộng y2 là thành phần thứ hai. Đó. Bây giờ nó bằng cái gì? Thế theo cái định nghĩa trên này nè, thì một vector x trong R2 nó sẽ cho ảnh là cái phần tử fx trong R2 bằng cách là thành phần thứ nhất để nguyên. X1 bây giờ vẫn là x1. Còn x2, thành phần thứ hai là số 0. Như vậy thì ứng với cái định nghĩa này, thì f của x1 y1, x2 y2 nó là gì nè? Có phải là ta giữ nguyên thành phần thứ nhất, còn thành phần thứ hai ta cho bằng 0 không? Đây, giữ nguyên thành phần thứ nhất, tức là x1 cộng y1 ta giữ nguyên nè. Thành phần thứ hai nó là số 0. Đó. Ta cố gắng đi chứng minh cho được là fx cộng y này nó bằng fx cộng fy. Đó. Vậy thì bây giờ nè, nó bằng tiếp nè. Chúng ta mới tách cái x1 cộng y10 này thành ra x10 cộng y10. Chúng ta được quyền làm chuyện này, đúng chưa? Là bởi vì trong cái không gian R2, khi ta cộng các thành phần cộng hai vector trong R2 với nhau, thì ta cộng thành phần thứ nhất với nhau, cộng thành phần thứ hai với nhau. Đó, ta cộng ngược lại nè. Có phải là x1 cộng y1 đây không? À, 0 cộng 0 là 0. Như vậy rõ ràng ta có quyền tách cái này ra thành hai vector này đây. Nhưng mà, cái x10 này chính là fx. Đấy, fx là x10. Còn cái y10 này nè, thì có phải nó là fy không? Đó, nó là fy. Vậy là ta vừa chứng minh được fx cộng y bằng fx cộng fy. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được cái điều kiện thứ nhất của ánh sáng vi tính. Rồi. Bây giờ chúng ta làm điều thứ hai, tức là lấy bất kỳ m thuộc cái trường số thực, k ở đây là r, lấy mỗi x thuộc không gian R2, là không gian u của mình trong định nghĩa đó. Thế bây giờ ta cần phải chứng minh cái gì nè? Ta phải chứng minh rằng f của mx nó bằng m lần fx. À. Thế bây giờ f của mx thì nó bằng nè. À. Thì ta trở lại cái không gian vector. Thì trong R2 khi em nhân một con số trong cái trường k với một vector, lấy m nhân với x thì nhân cái gì? Nhân m với tất cả hai cái thành phần của x, tức là m nhân x1 và lấy m nhân x2. Như vậy thành phần thứ nhất này nè, nó là mx1. Thành phần thứ hai này là mx2. Đúng chưa? Và cũng đối chiếu với cái định nghĩa, thì f của x thì giữ nguyên thành phần thứ nhất của x, còn thành phần thứ hai thay bằng số 0. Vậy ở đây thì chúng ta có nè, ta được là giữ nguyên thành phần thứ nhất là mx1, thành phần thứ hai thay bằng 0. À, ta được số 0. Bây giờ ta lôi m ra ngoài thì ta được là mx1 không. Đấy là nếu em nhân ngược lại vào đó, thì mình học rồi, nhân một số với một vector thì nhân số đó với các thành phần của nó. Mx1, m nhân 0 là 0, nó đã lấy này nè. Vậy là ta chứng minh được là fmx thì bằng m lần x10, nhưng mà x10 chính là fx. Như vậy là ta có fmx bằng mfx. Vậy là ta chứng minh được cả hai cái điều kiện của ánh sáng tuyến tính được thỏa mãn. Như vậy thì f nó là một ánh xạ tuyến tính, và vì u với v giống nhau đều là R2, cho nên ánh sáng tuyến tính này nó là một phép biến đổi tuyến tính. Vậy là ví dụ một, ta làm xong. Kịp theo kịp chưa? Bây giờ chúng ta thử xét một ví dụ khác. Ví dụ 2. Chứng minh rằng f đi từ R2 vào R2
cho x gồm có hai thành phần x1, x2 tương ứng với fx là x1 cộng 1, x2. À, có nghĩa là từ vector x trong cái R2 này nó tương ứng với cái fx trong cái R2 này bằng cách là gì nè? Lấy thành phần thứ nhất của x cộng thêm 1, còn thành phần thứ hai thì ta để nguyên. Lấy thành phần thứ nhất cộng 1, thành phần thứ hai để nguyên. À, để yêu cầu là chứng minh rằng cái quy tắc này nó không phải là một ánh xạ tuyến tính trên R2. À, như vậy là ta muốn chứng minh rằng là cái F này không phải là ánh xạ tuyến tính thì ta phải chứng minh cái gì? À, ta phủ định lại cái mệnh đề trong định nghĩa. Muốn là ánh xạ tuyến tính thì phải hai điều kiện. Vậy bây giờ không là ánh xạ tuyến tính tức là nó sẽ vi phạm một trong hai điều kiện đó. Hoặc là nó không thỏa được cái chuyện là F của X cộng Y bằng Fx cộng Fy. Hoặc là nó không thỏa được cái điều kiện là Fmx nó bằng Mfx với một cái Xy với cái M cụ thể nào đó. À, thì bây giờ chúng ta thử nha, xét một trong hai cái điều kiện đó. Bây giờ lấy X là X1, X2. Lấy Y là Y1, Y2. Nó thuộc R2. Bây giờ mình thử xét F của X cộng Y xem nó có bằng Fx cộng Fy không? Thế thì F của X cộng Y, à, làm giống như ví dụ 1 vừa rồi các em. X cộng Y tức là thành phần thứ nhất là X1 cộng Y1. Thành phần thứ hai là X2 cộng Y2. Thế theo cái định nghĩa F trên đây nè. F của vector X á, thì mình giữ nguyên thành phần thứ nhất của X cộng thêm 1. Còn thành phần thứ hai thì không cộng 1 gì cả. X2 thì vẫn biết giữ nguyên X2. Thành phần thứ nhất cộng 1, thành phần thứ hai giữ nguyên. Vậy ở đây nha. F của X1, Y1, X2, Y2. Thành phần thứ nhất cộng cho 1. Có phải là X1 cộng Y1 cộng 1 không nè? Thành phần thứ hai ta giữ nguyên các em. Mình có X2 cộng Y2. Đây là F của X cộng Y. Bây giờ chúng ta mới thử tính Fx cộng Fy. Người ta so sánh hai cái thành phần này với nhau. Fx cộng Fy thì Fx là gì? Fx nó là x1 cộng 1. Đây, thành phần thứ nhất cộng 1. Thành phần thứ hai giữ nguyên, x2. Còn f của y thì sao? F của y thì thành phần thứ nhất cộng cho 1. Lấy y1 cộng cho 1. Thành phần thứ nhất cộng 1. Thành phần thứ hai ta để nguyên. Rồi ta mới cộng lại nè. Cộng lại với nhau. Thế khi cộng hai vector trong R2 thì thành phần nào theo đúng thứ tự cộng với nhau? Thành phần thứ nhất thì cộng thành phần thứ nhất. Thành phần thứ hai thì cộng thành phần thứ hai. Như vậy thành phần thứ nhất có phải là lấy x1 cộng 1 rồi cộng y1 cộng 1, tức là x1 cộng y1 cộng 2 hay không? À, hai thành phần thứ hai cộng lại với nhau, tức là chỗ này mình sẽ có x2 cộng với y2. Rồi, các em đi xem. Ở trên đó, f của x cộng y thì bằng chừng này. Ở dưới thì fx cộng fy thì nó ra đây. Thì mình thấy thành phần thứ nhất này của fx cộng y nó là x1 cộng y1 cộng 1. Trong khi đó thành phần thứ nhất của fx cộng fy nó là x1 cộng y1 cộng 2. Khác nhau rồi, đây cộng 1, đây cộng 2. Nó luôn luôn khác nhau với bất kỳ xy nào rồi. Như vậy thì cái quy tắc F này nè, nó không thỏa được cái điều kiện thứ nhất của một cái ánh xạ tuyến tính. Đó là F của x cộng y nó phải bằng fx cộng fy. Như vậy ta kết luận rằng F này không phải là một ánh xạ tuyến tính trên R2. Đó. Như vậy là qua hai cái ví dụ này, một cái ví dụ nó là ánh xạ tuyến tính, một cái ví dụ nó không phải là ánh xạ tuyến tính. Như vậy là giúp cho các em biết làm thế nào để chứng minh một cái ánh xạ là ánh xạ tuyến tính và làm thế nào để chứng minh một cái quy tắc F nào đó không phải là một ánh xạ tuyến tính trong một cái không gian vector. Đối với ánh xạ tuyến tính thì chúng ta có các định lý sau đây các em. Mình có một ánh xạ tuyến tính F đi từ U vào V. Thứ nhất, người ta chứng minh được rằng là ảnh của cái vector 0 trong cái U đó nó chính là cái vector 0 trong V.
Cái thứ hai, nếu M là một cái tập phụ thuộc tuyến tính trong U thì FM là tập phụ thuộc tuyến tính trong V. Đó, ảnh của một tập phụ thuộc tuyến tính là một tập phụ thuộc tuyến tính. Nhớ, các em phải nhớ kỹ là cái này là phụ thuộc tuyến tính nha. Ảnh của một tập phụ thuộc tuyến tính là tập phụ thuộc tuyến tính, còn độc lập tuyến tính thì không đúng. Cái thứ ba, nếu V kép là một không gian con của U, nằm trong này nè, thì F của V kép ở trong này, F V kép trong này, nó là không gian con của V. Tức là ảnh của một không gian con qua một ánh xạ tuyến tính là một không gian con. Thế thì bây giờ im F, im F là cái ký hiệu để diễn tả là FU, tức là ảnh của cả cái không gian vector này được ký hiệu là im F. Thế thì U, em thấy nè, U có thể coi là một không gian con của U, đúng chưa? Chúng ta biết rằng là trong cái bài không gian vector mình có nói không gian con thì là một không gian vector nào thì nó cũng có hai cái không gian con rất là tầm thường, đó là bản thân nó và cái không gian mà chỉ có chứa một cái vector không mà thôi. Như vậy ta có thể coi U là không gian con của U. Thì theo cái định lý 3 này nè, thì ảnh của một không gian con là một không gian con. Như vậy thì im F tức là FU, U là một không gian con thì FU cũng là không gian con. Như vậy thì ta có cái kết quả là im F tức là FU đó, nó là không gian con của V. Đây là trường hợp đặc biệt của cái trường hợp trên. Omega, cái V kép này tổng quát hơn. FU là một trường hợp đặc biệt. Rồi, chúng ta lại có thêm cái này. KF, KF là cái ký hiệu, đó là tập hợp tất cả những phần tử x trong cái không gian U mà ảnh của nó là cái vector không trong V. KF là tập hợp tất cả x thuộc U sao cho Fx là vector không trong V. Thì người ta chứng minh được rằng cái KF này nè, nó là không gian con của U. Các em để ý nha, im F á, là cái tập hợp trong V, nó là không gian con của V. Còn KF này nó chứa cái gì nè, nó chứa x thuộc U, cho nên nó là tập con trong U, nó là không gian con của U. Được chưa? Một đứa là không gian con của V, một đứa là không gian con của U. Và ta có cái mối quan hệ giữa số chiều của im F, KF và số chiều của U như sau. Số chiều của im F cộng số chiều của KF thì bằng số chiều của U. Định lý thứ tư nói rằng là nếu M là hệ sinh ra cái không gian con V kép thì FM nó là một cái hệ sinh của F V kép. Đó. Tức là ảnh của một hệ sinh là một hệ sinh. Và hiểu nôm na là như vậy đó. Rồi bây giờ để hiểu định lý ha thì chúng ta nên xét những cái ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, cho ánh xạ tuyến tính F đi từ R3 vào R2. Xác định bởi F, X, Y, Z. X, Y, Z là một cái vector trong R3. Trong R3 thì nó có 3 thành phần. X, Y, Z. Thì ảnh của nó là X trừ Y, Z. Rồi, X, Z, X cộng 2Z. Thì em thấy đây nè, đây vector này là cũng có 3 thành phần, nó thuộc R3. Còn cái này là vector này là nó cũng có hai thành phần, đúng chưa? Tại vì thuộc R2 mà. Thành phần thứ nhất của nó là x trừ y cộng z, lấy cái này trừ này cộng này. Thành phần thứ hai lấy thành phần thứ nhất cộng với hai lần thành phần thứ ba. Đó. Thì người ta khẳng định đây là ánh xạ tuyến tính rồi, cho nên mình không có cần phải kiểm tra lại cái chuyện này. Ta công nhận đây là ánh xạ tuyến tính. Bây giờ họ hỏi mình thế này. Câu A là tìm số chiều và cơ sở của IMF. Hãy cho biết rằng là IMF, cái không gian con này nè, nó có số chiều là bao nhiêu và chỉ cho họ một cái cơ sở. Đương nhiên là nếu nó có cơ sở thì nó có nhiều cơ sở. Mình hãy chỉ cho họ xem một cơ sở nào đó của IMF. Thế đứng trước bài này chúng ta phải làm gì nè? Thế bây giờ em muốn tìm ra số chiều thì em phải tìm cơ sở. Tại vì số chiều của một không gian vector đó, nó chính là số vector trong một cái cơ sở của không gian đó. Mà bây giờ cơ sở của một không gian vector là gì? Chúng ta phải quay trở ngược lại cái khái niệm cơ sở trong cái chương thứ hai. Thì ta biết rằng cơ sở của một không gian vector nó chính là một cái tập độc lập tuyến tính và vừa là một cái hệ sinh. Đó.
vừa là hệ sinh mà vừa độc lập tuyến tính, thỏa mãn cả hai điều kiện đó thì là cơ sở. Thế vừa rồi á, chúng ta nói rằng là ảnh của một hệ sinh là một hệ sinh. Như vậy bây giờ chúng ta muốn có một cái hệ sinh của im F, rồi từ hệ sinh đó ta tìm ra một cái hệ vector độc lập tuyến tính trong cái hệ sinh đó, thì nó là cơ sở. Có đúng vậy không? Thế bây giờ muốn có được cái hệ sinh của im F thì chúng ta làm sao này? Im F tức là FU, F của R3. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tìm một cái hệ sinh trong R3. Tìm trong R3 này một cái hệ sinh, thì ảnh của hệ sinh đó qua ảnh xạ tuyến tính F này, nó sẽ là hệ sinh ra im F. Thì trong R3 mình chọn một hệ sinh, thì thôi mình chọn ngay luôn cái cơ sở luôn đi. Đây, M. Cái M mà gồm có 3 vector là 100, 010 với 001. Các em thấy nó quen không? Trong R3. Có phải đây là cơ sở chính tắc của R3 không nè? Đó là cơ sở đó. Đây là cơ sở của R3. Trong R3 thì có nhiều cơ sở, nhưng đây là một cơ sở. Đây là cơ sở chính tắc của nó. Nhưng mà đã là cơ sở thì nó là gì? Nó là hệ sinh. Tại vì vừa rồi mới nhắc với các em đó, một cái hệ vector được gọi là cơ sở nếu nó thỏa mãn cả hai điều kiện luôn, nó vừa là hệ sinh vừa là độc lập tuyến tính. Cho nên đương nhiên nó là cơ sở thì nó phải là hệ sinh. Rồi, M là hệ sinh. Hệ sinh ở đâu? Trong R3. Thì theo cái định lý mình mới học đó, ảnh của một hệ sinh là một hệ sinh. Như vậy thì chúng ta có quyền nói rằng là F của M, ảnh của cái hệ này này, hệ M này, nó là hệ sinh ra R2. Cái FM nằm ở đâu? Nó trong R2. M thì trong R3, ảnh của nó là trong R2. FM là một cái tập con của R2 và nó là hệ sinh của R2. Rồi. Nó là hệ sinh ra R2. Vậy bây giờ mình muốn tìm ra một cái cơ sở thì em làm sao này? Thì em đi tìm một cái tập độc lập tuyến tính, đúng chưa? Trong cái FM đó. Thế bây giờ ta có FXYZ đó, họ cho đó quy tắc là ảnh của XYZ thì ra X trừ Y cộng Z rồi X cộng 2Z. Bây giờ chúng ta phải tìm ảnh của ba cái vector trong cái hệ sinh M của R3. Ta tính toán coi ảnh của nó là cái gì. Thì ta tính toán nè. Em thấy nha. Theo cái quy tắc ở trên này thì F100 nó bằng gì nè? Lấy thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai cộng thành phần thứ ba. Thì chỗ này mình có gì đây? 1 này, trừ đi 0 cộng với 0. Thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai cộng thành phần thứ ba. Rồi thành phần thứ hai của nó là gì nè? Lấy thành phần thứ nhất cộng 2 lần thành phần thứ hai, tức là lấy 1 cộng với 2 lần 0. Tức là 0 đó. Vậy thì chúng ta có là 1, 1. Đây, thành phần thứ nhất là 1 này. Thành phần thứ hai là 1. Như vậy F của 1, 0, 0 chính là 1, 1. Ta tính cái gì nữa? Ta tính ảnh của cái vector thứ hai trong M lớn, tức là F của 0, 1, 0 rồi thành phần thứ nhất. Theo đúng quy tắc trên này thì lấy nè, thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai cộng thành phần thứ ba. Thành phần thứ hai này thì lấy thành phần thứ nhất cộng 2 lần thành phần thứ ba, tức là lấy 0 cộng với 2 lần 0, tức là 0 cộng 0. Vậy thì chỗ này chúng ta được là trừ 1. Đây, 0 cộng trừ 1 cộng 0, nó là trừ 1. Ở đây 0 cộng 0 là 0. Ta vừa tính xong ảnh của cái vector thứ hai trong cái hệ M lớn. Ta tính ảnh của vector thứ ba, tức là ảnh của 0, 0, 1. Cũng đúng quy tắc này. Ta lấy thành phần thứ nhất trừ thành phần thứ hai cộng thành phần thứ ba, tức là 0 trừ 0 cộng 1. Lấy thành phần thứ nhất cộng 2 lần thành phần thứ ba, lấy 0 cộng 2 lần 1, tức là 0 cộng 2. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có cái gì nè? Đây, rút gọn lại là 1. Chỗ này rút gọn lại là 2. Như vậy là ta vừa tính xong ảnh của các vector trong M lớn. Thì ba cái vector 1, 1, trừ 1, 0 với 1, 2 này nè, nó là cái gì em biết không? Nó lập nên một cái hệ vector là cái hệ sinh ra cái FU, tức là FR3 của mình đó. Thế bây giờ trong cái hệ này chúng ta sẽ chọn ra một cái hệ độc lập tuyến tính. Thì nó là hệ sinh rồi. Nếu mà mình lọc ra được cái hệ độc lập tuyến tính cực đại, thì nó là cơ sở của IMF. Thế thì trong những chương trước đó, chúng ta muốn biết rằng là từ một cái hệ vector mà muốn tìm ra một
cái hệ độc lập tuyến tính cực đại thì chúng ta thiết lập một cái ma trận liên kết với cái hệ ba vector này. Ba vector là 1, 1 trừ 1, 0 với 1, 2 đó. Mình xếp nó thành dòng thành cột gì cũng được. Ở đây mình xếp thành dòng 1, 1 này, trừ 1, 0, 1, 2. Cái ma trận A này nè, người ta gọi là ma trận liên kết với ba cái vector này đây, 1, 1 trừ 1, 0 với 1, 2 đó. Từ cái ma trận A này nè, mình sẽ biến đổi nó thành ra một cái ma trận bậc thang. Để mình biết được là trong cái ma trận A này nè, mình nên chọn ra hai vector hay ba vector nào là cái hệ vector độc lập tuyến tính cực đại của ba vector đã cho. Thế thì chúng ta phải đưa nó về bậc thang. Thì cái này chưa phải bậc thang. Chúng ta giữ nguyên vector thứ nhất là 1, 1. Muốn đưa về bậc thang thì cái số trừ 1 này phải là số 0. Số 1 này cũng phải là số 0. Cái này là chúng ta làm rất là quen thuộc trong các chương trước. Muốn như vậy thì lấy dòng 2 cộng dòng 1 để cho cái số trừ 1 này biến thành số 0. Thì khi em cộng như vậy thì chỗ này của em là số 0. Trừ 1 cộng 1 là số 0. Chỗ này số 0 cộng số 1 là số 1. Em muốn cái số 1 này trở thành số 0, có phải là em lấy dòng 3, em trừ dòng 1 không? Lấy dòng 3 trừ dòng 1 thì 1 trừ 1 chỗ này là số 0. Lấy 2 trừ 1 chỗ này là số 1. Đến đây ta cũng chưa được bậc thang, là bởi vì là dòng thứ 2 với dòng thứ 3 đó, hai cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của chúng cùng nằm trên một cột, như vậy thì không phải là bậc thang. Như vậy thì chúng ta phải làm tiếp như sau. Lấy dòng 3 trừ dòng 2. Ta giữ nguyên dòng 1 với dòng 2. Và khi lấy dòng 3 trừ dòng 2 thì chỗ này nó ra là số 0. Chỗ này cũng là số 0. Đây là bậc thang. Điều này chứng tỏ rằng cái ma trận A này nó có hạng là 2. Nghĩa là trong ba cái vector mình vừa sắp xếp này nè, nó sẽ có hai vector lập thành một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại. Đó. Đây là cái ma trận mà chúng ta vừa biến đổi xong đó. Thế từ cái ma trận này ta thấy là mình nên chọn ra hai cái vector độc lập tuyến tính cực đại, đó là hai vector này, 1, 1 với 0, 1, đây 1, 1, 0, 1. Thực ra thì em có thể lấy hai vector gốc ban đầu á, trong ba cái vector mà là ảnh của cái FM đó, hai vector đó, hai vector đầu tiên trong cái hệ ba vector ảnh FM làm cơ sở cũng được. Nhưng mà chúng ta cũng có thể chọn như thế này làm cơ sở các em. Mình chọn cái vector có tọa độ là 1, 1 với 0, 1 làm cơ sở IMF cũng được. Từ ba vector này ta đã rút ra được hai vector này độc lập tuyến tính. Nó vừa là hệ sinh mà vừa là độc lập tuyến tính. Như vậy nó là cơ sở của IMF. Và cái cơ sở này nó có hai vector, cho nên là số chiều của IMF nó chỉ là số 2. Vậy là chúng ta giải quyết xong được ý thứ nhất là cho biết cái số chiều và cơ sở của IMF. Đó là câu A. Em thấy là khi làm toán như thế này nè, mình gặp lại rất là nhiều kiến thức cũ. Mà nếu như mà mình không có nắm vững cái kiến thức cũ thì rõ ràng gặp chỗ này hết sức khó khăn các em. Ví dụ như là vừa rồi chúng ta họ hỏi chúng ta về cái gì nè, về cơ sở nè của IMF nè. Đó. Thế chúng ta đụng đến kiến thức cơ sở là phải đụng đến hệ độc lập tuyến tính cực đại nè, rồi đụng đến hệ sinh nè, rồi đụng đến ma trận liên kết của một cái hệ vector vân vân. Đó. Cho nên là những cái chương đầu tiên á, cái kiến thức đó nó có liên quan đến cái kiến thức của những cái chương sau. Mình học có hệ thống như vậy đó thì mình nắm vững được khi mình học tiếp tục những kiến thức mới. Chúng ta tiếp tục với câu B. Tìm số chiều và cơ sở của KF. Trong câu A là chúng ta đụng đến IMF. Bây giờ là KF. Chúng ta nhắc lại với nhau rằng cái FXYZ á, mà được định nghĩa trong cái bài này lúc ban đầu là như thế này. Ảnh của vector XYZ thì nó là một cái vector gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là lấy thành phần thứ nhất của vector này nè, trừ thành phần thứ hai cộng thành phần thứ ba. Và thành phần thứ hai này là lấy thành phần thứ nhất cộng hai lần thành phần thứ ba. Cái này nhắc lại để mình dựa đây mình tính toán. Thế KF định nghĩa như thế nào? Thì hồi nãy chúng ta có nói với nhau đó là KF nó là tập hợp tất cả những cái vector trong R3, tức là trong cái tập nguồn ban đầu á,
tức là tập hợp những cái vector mà có dạng là x, y, z mà ảnh của nó là cái vector 0 trong R2. Các em còn nhớ cái định nghĩa KF mà chúng ta mới học không? KF là tập hợp tất cả những vector ở đâu? Ở trong cái tập tập ban đầu á, tập đi đó, tập U đó đó, mà ở đây là R3 đó, mà ảnh của nó, tức là F của cái X đó đó, nó là vector 0 trong R2, trong V đó. KF là cái này. Thế bây giờ người ta hỏi mình tìm số chiều và cơ sở của KF. Thì bây giờ mình thử coi là diễn tả ra KF là tập hợp nó như thế nào, nó chứa những vector dạng như thế nào. Chúng ta tiếp tục khai triển ra nè. KF là tập hợp những vector có dạng x, y, z mà f x, y, z nó bằng 0, 0. Nhưng mà f của x, y, z thì bằng gì? Đây, f x, y, z đây. Nó bằng là x trừ y cộng z và x cộng 2z. Đây là f x, y, z. Ta muốn nó bằng 0, 0 phải không nè? Mà muốn như vậy thì sao? Thì hai vector muốn bằng nhau thì các thành phần tương ứng của chúng phải bằng nhau. Như vậy thì ta phải có thành phần thứ nhất bằng 0 và thành phần thứ hai bằng 0. Vậy thì ở đây mình diễn đạt ra thành một cái hệ hai phương trình. Ta cần x trừ y cộng z bằng 0. Đây, x trừ y cộng z bằng 0. Thành phần thứ nhất của vector này bằng thành phần thứ nhất của vector kia. Rồi ta cần x cộng 2z cũng bằng 0. Đây, x cộng 2z bằng 0. Đến đây rồi thì mấy đứa thấy rằng là KF nó là tập hợp tất cả những x, y, z thỏa cái hệ này. Như vậy thì KF chính là tập hợp tất cả các cái nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Có đúng không? Đây là một cái hệ gồm có hai phương trình, mà hệ này là hệ tuyến tính thuần nhất. Chúng ta trở về một cái kiến thức mà chúng ta học trong chương trước. Thế bây giờ muốn tìm cái cơ sở của cái không gian mà tập hợp nghiệm của một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này, có phải là chúng ta đi tìm các cái nghiệm cơ bản của cái hệ này không? Tập hợp các cái nghiệm cơ bản này chính là cơ sở của không gian vector KF này đây. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này nha. Viết lại KF đây. Chúng ta đi giải cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất này. Thì bây giờ muốn giải nó thì sao? Đây là một cái hệ gồm có hai phương trình, ba ẩn. Rồi chúng ta chuyển về. Ta có x bằng trừ 2z. Thế x bằng trừ 2z lên phía trên thì chúng ta tính là được y bằng trừ z. Rồi. Như vậy thì KF là tập hợp những cái nghiệm của hệ này, và cái nghiệm đó có dạng này. Z là hệ ẩn tự do. Rồi y thì bằng trừ z. Đây, y là trừ z. X là trừ 2z. Trừ 2z. Như vậy KF là tập hợp tất cả những cái vector trong R3 có dạng như sau. Trong đó Z nó biến thiên. Rồi. Vậy thì bây giờ mình muốn tìm ra một cơ sở của KF thì mình đi tìm nghiệm cơ bản của cái hệ nghiệm này. Mà bây giờ muốn tìm nghiệm cơ bản thì có phải là trong này nó chỉ có một biến tự do là Z, thì mình cho Z bằng 1 không? Thì khi em cho Z bằng 1 thì em được là chỗ này là 1 nè. Chỗ này trừ Z thì chỗ này là thành trừ 1. Và chỗ này là trừ 2Z thì nó là trừ 2. Thì đây là gì các em ha? Đây là cơ sở của KF. Tại sao? Cái chuyện này là một cái định lý mình đã học trong chương trước rồi đó. Mà nhìn vô đây mình thấy cơ sở này chỉ có một vector. Như vậy mình nói số chiều KF là 1. Như vậy là chúng ta giải quyết xong được câu B. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong cái lời giải của cái ví dụ này. Và các em thấy đó, trong cái bài giải này nè, hồi nãy có nói với các em rằng là các kiến thức nó có liên quan rất là chặt chẽ với nhau từ cái chương 1 cho đến cái chương 3 này. Cho nên là hy vọng rằng các em sẽ về nhà ôn tập lại những cái kiến thức cũ để mình có thể tiếp tục học những cái kiến thức mới trong chương 3 một cách dễ dàng và có hiệu quả. Bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các em trong cái chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào các em.